Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Công viên Khủng long. Hiện tại thì mình đã quay lại địa ngục để mình bắt đầu cái hành trình tìm tiếp cái con thuyền dẫn tới thế giới tên Anu nè. Cái con thuyền đó thấy vậy mà khó tìm thật sự. Mình đã quanh quẩn gần như là mất 2 buổi nhưng mà chưa có buổi nào mà mình tìm được hết. Hôm nay thì mình sẽ khởi đầu bằng việc tìm nó luôn. Hy vọng là mình sẽ gặp may mắn. Ui, nhưng mà trên đường đi thì gặp rất là nhiều kẻ cản đường nha. Mình cũng né ra một xíu, hạn chế giao tranh, tránh trường hợp phượng hoàng của mình bị cấu rỉa từ xa mới được. Ý, ở đây còn có công trình gì nữa vậy? Wow, ở đây nó có cái chỗ gì nhìn nguy hiểm lắm này. Ui, nhìn nó giống như cái chỗ đánh boss ấy nhờ. Ở đây nó có mấy cái đèn đẹp nữa nè, lấy về luôn. Đây là một cái spawner. Oh gosh, mình ấn vào một cái nó xuất hiện ra cái lòng spawn của con quỷ lửa. Ai vui sao nguy hiểm vậy? Lỡ ấn vô thôi mà nó tạo ra nguyên cái công trình hay sao á. Để mình đi xuống tít dưới đáy coi thử như thế nào. Wow, dưới này cực kỳ lắc luôn. Và những cái con đường nó thì chặn bởi nhung nham hết trơn rồi. Gì ghê vậy? Bây giờ để mình thử đi về một hướng trước rồi đó, xem coi như thế nào. Tiếp tục là một cái hồ nhung nham khác to hơn. Ui, công trình này có vẻ bự lắm nha. Trong này thì không có dấu đồ. Rồi luôn, nó đưa mình vô mê cung hay sao rồi. Mình ghét mê cung. Bên đây có spawner nè. Ê, đập. Kẹo lại nó lại xuất hiện thêm quái á. Ui, nó xuất hiện rồi. Ui, nó đổi cái... nó đổi cái đầu vàng luôn kìa. Wow, mấy con này ghê thiệt. Nhưng mà trong này có vẻ hơi lag ấy nhờ. Không biết là trong cái mê cung này, rộng lớn này. Các bạn coi này. Chỉ với một cú nhấp chuột của mình thôi mà nó tạo ra cái công trình bự như thế này, bảo sao không lắc cho được. Trời đất ơi. Cú nhấp chuột tai hại của mình nè. Wow. Mà bên đây mình thấy nó có cánh cổng gì nữa. Để mình qua mình coi thử coi. Ui, cái gì? Trời, nhảy cũng lọt vô hồ nhung nham nữa. Bất ổn thiệt sự, bữa nay là một chuyến đi bất ổn của mình rồi. Ê, nhưng mà không hẳn đâu nha. Hỉ, có vàng và ri nè. Lẩm luôn. Bùa kháng độc. Đúng lúc mình đang có cái bùa kháng độc bị hư. Ai luôn nào. Cũng được, nói chung là không quá tệ. Trời ơi, nguyên cái hồ nhung nha mà bây giờ nó thay thế bằng cái loại đá này luôn mà. Không chỉ ở trên đâu mà ở dưới này nó cũng có một cái công trình bự nữa nè. Wow, rộng lớn thiệt. Ê, còn có những con Reaper địa ngục nữa. Sao nhìn mặt nó vui dữ ta? Không vui. Mặt ngươi vui thôi chứ ta không có vui đâu, đi chỗ khác đi. Này thì con Reaper. Mình bắn nó trước đi, trước khi nó áp sát rồi nó nổ banh sát mình. Ở đây có cái bùa giúp mình di chuyển trên không được nè. Hay. Sẽ gắn cái bùa này vô luôn. Cái bùa này giúp mình đi trên không nè, đã lắm. Hợp lý á nha. Ui, thêm một con Reaper tính làm phiền mình nữa nè. Gì đây, là con Reaper đánh bom. Ngoài ra những con quái trong đây. Ôi, đâu ra con xương sao luôn vậy? Ây. Chơi mà chơi đánh lén. Được, mình sẽ giật sấm sét nó. Cho nó banh sát luôn. Ui, sao trâu thế? Sấm sét đùn đùn như vậy mà không xi nhê gì luôn. Chết tiệt. Nó rơi ra cái đầu luôn cơ. Được vậy. Xin. Công trình này thấy vậy thôi chứ nguy hiểm lắm nha. Mình nghĩ là mình nên nhanh chóng xem coi ở đây có boss hay không, rồi rời khỏi đây thôi. Chứ đây là mình thấy càng ngày càng nguy hiểm đấy. Đây có cái rương nè. Nhưng mà ít ra rương trong đây cho đồ cũng tương đối tốt này. A few moments later. Khoan. Kế cái công trình khổng lồ này là con thuyền Anu.
Ây, thích vậy. Để mình bay qua đó mới được. À không, đi bộ qua đó thôi. Để xem. Chính xác là như vậy rồi. Kia kìa. Đó là chỗ có thể tiến hành làm cái nghi thức để dẫn tới cái nơi ở của tên Anu nè. Cái này được gọi là Anu Totem. Wow. Thuyền của hắn nhìn cũng hoành tráng á nha. Còn có kiểu như tấm kiến cổ xưa đồ nữa nè. Trong đây còn có nhà giam với cả rương đồ nữa. Xịn sò phết đấy. Để mình vô coi coi. Ồ, có vàng. Rồi một ít kính cổ xưa nữa. Kính này thì mình chỉ có thể mua từ dân làng làm nghề khảo cổ học thôi ha. Không có chế tạo được luôn. Đây là loại kính xịn á. Nên mình sẽ lấy mang về. Bên này thì tiếp tục là vàng thôi. Còn rương ngoài này không có gì đặc biệt cả. Ồ, còn cái rương sao nữa nè. Đấy. Sơ bộ thì con thuyền này chỉ có những thứ đó. Và thứ quan trọng nhất chính là cái Anu Totem này nè. Mình rất cần cái này để mình làm cái nghi thức triệu hồi ấy. À, mình nghĩ là mình nên đánh dấu chỗ này lại. Vì bây giờ mình chưa có mang theo cái thứ cần thiết để có thể làm cái nghi thức đó. Wow, mà chỗ này gần cái công trình này luôn hả ta. Nguy hiểm phết đấy. Mình đã đánh dấu con thuyền này lại rồi. Bây giờ thì mình và Phượng Hoàng có thể an tâm về nhà được rồi đó. Ôi, sau bao ngày thì cuối cùng mình cũng tìm ra được con thuyền cực hiếm đây rồi. Hôm nay có vẻ may mắn để mỉm cười với mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ về nhà để chuẩn bị đồ đạc các thứ nè. Để mình còn tiến hành làm cái nghi thức để dẫn tới thế giới Anu nữa. Về nhà, công việc đầu tiên của mình là mình sẽ thử sửa cái set giáp cũ của mình lại. Tại vì mình muốn giữ cái set đồ này làm kỷ niệm ấy. Nên là phải sửa lại thôi. Chứ như... Ồ, không sửa được luôn à. What the heck. Ok, như vậy thì chắc mình treo nó lên luôn đi. Không thể mặc tiếp được rồi. Giờ mặc là nó sẽ hư và mất luôn ấy. Như vậy thì ổn lắm. Ngoài ra thì set đồ bạc này thì mình cũng sẽ treo lên. Vì hôm nay mình sẽ dự định là chế tạo một set giáp mới. Nó kiểu như là cung cấp cho mình nhiều giáp hơn. Nhiều khi nó còn mạnh hơn set đồ bằng pha lê hắc diệm thạch của mình nữa. Đấy chính là một cái set đồ bằng vảy rồng. Mình có tổng cộng là một stack mấy vảy rồng hai loại luôn á nha. Wow, xịn lắm. Với nhiêu đây vảy rồng thì mình có thể tha hồ làm một cái nón nè. Rồi thêm một cái áo chẳng hạn. Rồi thêm một cái quần. Còn cái ủng thì thôi đi, mình không làm cái ủng đâu. Tại vì cái ủng hiện tại của mình nó có cái dòng multi-jump nè, mà còn có thêm sửa chữa nữa. Nên là chắc mình sẽ dùng tiếp cái ủng kim cương này cũng ok. Còn cái set đồ mới này thì chắc mình phải cường hóa một chút. Để xem coi nó có ra những gì, dòng gì tốt tốt hay không nè. Đây, có bảo vệ luôn. Tuyệt vời. Tiếp tục là bảo vệ. Và cuối cùng là chậm hỏng. À, còn có đạo nhanh như nước nữa. Cũng khá là tốt đấy. Xét về giáp á, thì bộ giáp này thì nó cũng mạnh tương đương so với bộ giáp bằng pha lê hắc diệm thạch. Tuy nhiên thì cái độ bền thì chắc chắn nó sẽ không bằng cái pha lê hắc diệm thạch rồi. Đánh đổi thôi chứ biết sao giờ. Để mình gán gom thêm pha lê hắc diệm thạch rồi có dịp mình sẽ chế tạo lại cái set đồ đó. Công việc chế tạo giáp đã xong rồi. Bây giờ là tới việc mình nâng cấp kiếm. Tại vì mình sắp có trận chiến với tên boss Anu. Nên là vũ khí mình cũng phải mạnh hơn mới được. Và mình sẽ tận dụng máu rồng cũng như là xương rồng từ chiến khám phá trước để mình chế tạo một cái thanh kiếm mới có lượng sát thương cao hơn. Và thanh kiếm được mình lựa chọn đó chính là thanh kiếm máu rồng băng. Đây, đây là một thanh kiếm dài. Đầu tiên là mình sẽ làm một cái handle. Sau đó mình sẽ kết hợp với xương của con xương đen từ cái trận chiến hồi nãy mình nhặt được nè. Rồi, cuối cùng là cho vào bàn chế tạo và đặt theo công thức như vậy. Là mình sẽ tạo ra được một thanh kiếm dài bằng xương rồng. Rồi từ thanh kiếm này mình sẽ kết hợp thêm với một chút máu rồng băng. Vậy là mình đã có liền một thanh kiếm có 17 sức tấn công luôn. Mạnh hơn kiếm kim cương mình một mớ nha. Đã vậy còn có thể làm chậm nè, cũng như là đẩy lùi kẻ địch nữa. Wow, tuyệt cú mèo luôn. Để coi coi cường hóa thì sao. Hại lòi chân đốt. Không quá tốt. Trong rương nhà mình thì cũng không có quyển sách nào cường hóa cho kiếm luôn. Ây da, vậy là mình phải dùng cây kiếm nguyên zin này để mình chiến đấu rồi. Chứ cái dòng hại lòi chân đốt thì mình không thích cho lắm. Và để tiến hành kiểu như là làm cái nghi thức triệu hồi ra cái cánh cổng dẫn tới thế giới của tên Anu thì mình cần phải kiểu như là sửa những cái
cái bức tượng đầu lâu này nè. Bữa nay thì mình lại cần tới cái bàn khảo cổ học rồi. Cho mấy cái đầu lâu này vô. Ồ, sửa chưa ta? Ui, nó sửa bằng pottery sack. Đấy, đó chính là lý do mà cỡ trước mình hay cày pottery sack đấy. Giờ thì có dịp dùng tới nó rồi nè. Không biết 12 mảnh thì có đủ để sửa hay không. Cho vô thử coi. Uầy, wow, hình như hơi tốn nha. Trung bình thì chắc phải mất cỡ 2 cái pottery sack để sửa được một cái món đồ. Ôi đúng không? À không, một pottery sack là sửa được một món đồ rồi. Ý, vậy thì tốt quá, mình chỉ cần tốn 4 cái thôi để sửa 4 cái đầu lâu. Cái nghi thức đó hình như là chỉ cần có 4 cái đầu lâu thôi là được. Gì dí à. Rồi rồi, đây là cái đầu lâu thứ hai rồi nè. Cái thứ ba cũng như là cái thứ tư. Bây giờ sau khi sửa thì mình có thể đặt những cái bức tượng này xuống rồi. Nó sẽ kiểu kiểu như vậy. Kế tiếp á, thì mình sẽ cần thêm một chút redstone. Nghi thức này cần redstone ấy. Ôi giời, nhà mình nghèo redstone vậy, không có một hộp redstone nào luôn. Oh no, phải đi đào redstone rồi. Ê, trời mưa à, thôi đi ngủ đi. Sáng thức dậy hẳn đi đào redstone sao. Ok. Và trước khi đi thì để mình... Ôi, coi lương mình đâu. Oh, nhóc lương bữa nay cũng bự quá nè. Ôi, một chân luôn à. Ây, nhưng mà tâm trạng không được vui ta. Thương quá vậy. Để qua đây mình bắt cá cho lương ăn mới được. Ui, khi mình đập mấy cái chỗ lưới đánh cá thì thỉnh thoảng nó cũng rơi ra sách cường hóa cho mình nè. Rơi ra cần câu rồi nữa chứ. Wow. Để mình thử nhận may coi biết đâu lại rơi ra sách sửa chữa cho mình á. Mình đang cần sách sửa chữa. Ôi nhưng mà có đúng quyển sách à, còn nhiều là toàn là rác thôi. Rồi nhưng mà ít ra giờ có cá để cho lương ăn rồi nè. Ăn đi cưng. Đừng buồn nữa nha. Trời ơi, chắc là tại có một mình á nên là dễ bị buồn á. Bây giờ thì mình sẽ qua đây để cho cá sấu mình ăn cái đó. Mình sẽ thường xuyên cho ăn như vậy nè. Vậy mà tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa có thuần phục được. Mà những cái scarab gem thì hình như không có tác dụng đối với cá sấu nè. Nên là mình chỉ còn nước là thuần phục bằng cách cho ăn thường xuyên thôi. Không biết khi nào mới thuần phục được nữa. Còn phía bên này thì sao? Ồ, gia đình hổ răng kiếm vẫn chưa chào đón thành viên mới rồi. Sao vậy? Sao không chịu sinh con đẻ cái cho vậy? Đây là nơi lý tưởng để tạo ra thế hệ mới rồi. Đây, ngại ngùng gì nữa. Đến với nhau đi. Ủa? Oh, what? Oh. Ủa cái gì vậy? Ủa lỗi game à. Ủa sao tự nhiên. Ủa sao đâu lội ra một cái thanh niên hổ răng kiếm đực vậy. Ủa gì đẻ một, đẻ cái đùng một phát là bự như vậy rồi à. Ủa mình có hoa mắt không vậy ta. Trời ơi, mới sáng sớm đón nhận tin động trời rồi. Yêu ghê vậy. Ok, nhưng mà nói chung là cái khu vực này có thêm thành viên mới cho cái đàn hổ răng kiếm thì mình cũng vui đấy. Nhưng mà đến một cách bất ngờ vậy thì cũng hơi giật mình đó nha. Trời đất ơi, mình đi tìm một cái chỗ mới để đào redstone ấy. Và vô tình trở lại cái chỗ sa mạc mà mình hay lấy cát nè. Giờ mình mới để ý là khúc này nó có một cái rương. Nhìn y rang cái cát sắt luôn. Ồ chứ gì nữa. Ây, từ. Để coi mình có chìa khóa kim cương không ta. Mình không nhớ rõ là mình có chìa khóa kim cương hay không. À không có. Thôi được. Một xíu trước khi mình trở về á, mình sẽ qua đây mình bê nguyên cái két sắt này về. Để có gì sắp tới mình có chìa khóa kim cương thì mình sẽ mở cái két sắt này coi bên trong nó chứa đồ gì. Nhiều khả năng là trong đó chứa đồ xịn ấy. Cất hẳn trong két sắt cơ mà. Ngay dưới cái chỗ mình lấy cát lần trước nó là một cái hệ thống khe nứt luôn nè. Tuyệt vời. Xuống đây mình kiếm thêm redstone coi có không. Ồ cái này có vẻ hơi cao nên chưa có redstone đâu. Chắc phải đào sâu hơn một xíu thì mới có. Nãy giờ đi cũng lâu phết rồi đó. Nhưng mà chưa gặp cái hang nào mà kiểu nó có hồ nhung nham hết. Tại vì thường thường redstone hay xuất hiện gần mấy cái hồ nhung nham ấy. Hôm nay su vậy cả. Ok, không có redstone mình đào hóa tạch đỡ cũng được. Đây rồi, cuối cùng cũng gặp redstone rồi. Mình sẽ dùng cúp gia tài để mình đào cho nó nhiều một xíu. 34.
34 là dư để làm cái nghi thức đấy rồi. Nhưng mà chắc mình sẽ kiếm thêm dư dư một tí đi, để nhỡ sau này có cần dùng á thì có liền luôn, chứ đỡ phải đi tìm giống như bữa nay. Đây nữa nè. À, nó còn kế một cái khu mỏ nữa à. Cũng khá là ok đấy. Ở đây nó còn có công trình gì nữa nè. Scarab Gem. Đó, có thêm một cục Scarab Gem mang về luôn. À, mình nhớ rồi, đây là một cái thư viện ở dưới lòng đất. Dạ, trong đây nhiều quái lắm, để mình dọn hết spawner cái đó. Rồi, quét sạch những cái spawner rồi. Bây giờ thì tha hồ mà chiến đấu thôi. Đấy, cây kiếm máu rồng băng khá là tuyệt vời vì nó có khả năng đóng băng kẻ địch khi mà mình đánh trúng. Như vậy thì tránh cái trường hợp kẻ địch có thể áp sát và làm khó khăn mình. Cũng khá là hay. Trong đây thì nó cho mình thêm trái tim. Bữa nay là mình kiếm hơi bị nhiều trái tim mới luôn á. Một cái cúp mềm mại. Ồ, phải lúc trước mình có cái cúp này sớm thì hay quá. Lại thêm một cái cánh nữa nè. Cái rương bên này. Lại thêm một trái tim nữa. Tốt rồi nha. Càng nhiều tim thì sau này mình chiến đấu với tên boss Anu thì sẽ càng tự tin hơn. Đây thêm một trái tim tiếp tục nữa. Quá nhiều trái tim trong một ngày luôn á. Bây giờ thì chắc kiếm thêm một ít hóa thạch nữa rồi mình trở về nhà thôi. Ê, thêm Scarab Gem nữa nè. Quá tốt luôn. Sau này kiểu mình dư Scarab Gem á thì mình có thể dùng nó để chế tạo những cái dụng cụ VIP được á nha. Scarab Gem trong đây thấy vậy chứ cũng làm đồ rất là tốt đấy. Ok. Và mình sẽ không quên kiểu như là ghé qua đây để mình lấy cái két sắt về. Bây giờ trước nhà mình đã có hai cái rương rồi đó. Một cái rương két sắt với một cái rương của cướp biển. Nhưng mà chưa có cái rương nào được mình mở hết á. Tạm thời thì chỉ trưng bày thôi. Chắc sắp tới mình trở thành anh Lộc thợ khóa quá. Để gán mở khóa hai cái rương này nè. Chắc cũng được thêm mớ đồ ấy. Bây giờ thì chắc mình sẽ ngủ một giấc. Rồi sau đó thì mình sẽ qua địa ngục và tiến hành cái nghi thức. Kiểu như là triệu hồi cánh cổng dẫn tới thế giới của tên Anu thôi. Tới nơi. Công việc đầu tiên của mình đó chính là lắp những cái bức tượng này trước cái đã. Tượng thì mình sẽ lắp ở bốn góc. Có đúng không ta? Đây mình sẽ lắp bốn góc giống như vậy. Sau đó mình sẽ nói redstone lại. Biết có đúng không nữa. Ui, đó. Sao khi mình lắp đủ redstone thì nó đã phát nổ. Và nghi thức đã được diễn ra rồi. Ây vui, chói mắt quá. Hô, nó nổ một cái đùn luôn. Và đây chính là cánh cổng dẫn tới vùng đất của tên Anu á nha. Sao bao ngày thì cuối cùng mình cũng kích hoạt được cánh cổng này rồi. Con quỷ lửa này đi chỗ khác. Ngày vui của ta không muốn bị quấy rầy đâu nha. Ây chết, mình không dắt theo khủng long rồi. Thôi thì cánh cổng thì cũng đã được mình kích hoạt rồi. Không có gì phải vội vàng hết. Bây giờ thì chắc mình sẽ về nhà để mình kiểu như hồi sinh thêm khủng long. Biết đâu mình lại có thêm một trợ thủ đắc lực khác trong cái trận chiến cuối cùng với cái tên chúa tể Anu thì sao? Đó cũng là một ý kiến hay đấy. Tên Anu chuẩn bị lo hậu sự đi. Mình về nhà để mình ấp thêm khủng long cái đã. Hẹn hắn một ngày không xa. Để coi dưới phòng thí nghiệm của mình có được kiểu như bao nhiêu cái DNA mới đây. Cũng còn khá là nhiều nè. Trong đấy thì còn có cả Velociraptor nữa. Mình sẽ up liền Velociraptor trong ngày hôm nay. Cũng như là thêm một người bạn mới nữa đây. Chẳng hạn như là Ceratosaurus. Mình có hai cái DNA của Ceratosaurus luôn này. Up luôn. Để cho có đôi có cặp. Ở chỗ này thì sao? Hình như ở trong đây mình có cái DNA của cái loài côn trùng mới hay sao nè. Throp Leopra. Hình như loài này mình chưa có up. Để mình thử tạo ra trong ngày hôm nay xem. Vẫn như thường lệ là mình sẽ up 3 loài khác nhau. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ thực hiện cái kế hoạch đó chính là kiểu như là kiếm thật nhiều những cái giống cây mới để trang trí cho nơi ở của khủng long đi. Để có được những cái cây mới dễ hơn thì mình nên có một cái shipster. Cái này thì nó sẽ giúp mình kiểu như là sàng lọc đất và kiếm ra được những cái mẫu hóa thạch của cây thời tiền sử. Giờ thì mình sẽ làm được cỡ 13 cái shipster nè. Chỗ này thì hơi chật nha. Nên mình sẽ đem xuống cái phòng nghiên cứu của mình để mình đặt xuống. Đấy, công dụng chính của nó chỉ là sàng lọc đất cho mình thôi. Rồi mình sẽ cho đất vào đây.
Ủa, cái gì đấy? Ô, chưa gì đã thất bại rồi. À, có vẻ mình vẫn không được may mắn cho lắm trong cái việc hồi sinh khủng long á nha. Trên này thì Velociraptor đang kiểu như hồi sinh khá là suôn sẻ nè. Cái nhóc bên đây cũng vậy. Ok, giờ thì mình sẽ tiếp tục công việc sàng lọc đất thôi. Đó, chưa gì nó đã ra cho mình một cái hóa thạch mới rồi nè. Ồ, cũng hay đấy. Mình sẽ chia ra để cho nó sàng lọc nhanh hơn. Đây rồi, cuối cùng thì nó cũng cho mình một cái plant fossil đầu tiên nè. Tỷ lệ ra cái plant fossil này là 14% thôi. Quầy cũng căng phết đấy. Chắc mình phải kiếm thêm nhiều đất hơn nữa mới được. Sau một hồi sàng lọc đủ kiểu thì mình thấy cũng khá là khó khăn để mình có thể tìm được những cái mẫu hóa thạch cây thời tiền sử nha. Cái này là mình cũng đặt nhiều máy rồi đó. Nhưng mà coi này, cả buổi chỉ có được 19 cái mẫu hóa thạch thôi. Khá là ít, nhưng mà không sao, mình sẽ đặt niềm tin vào chính cái mẫu hóa thạch này. Đó, đã khó kiếm được hóa thạch rồi mà khi phân tích hóa thạch thì nó lại ra bột nhựa mấy cây ấy chứ. Trời ơi, ô, được một cái hạt giống mới cả. Đó, ít ra phải vậy chứ. Cứ như vậy mà phát huy nha. A few moments later. Mình có tìm hiểu sơ qua thì những cái hạt giống dương sĩ cổ đại này á là một nguồn thức ăn kiểu như là lý tưởng cho mấy cái loài khủng long ăn cỏ, và nó kiểu như cũng có thể lan ra xung quanh rất là nhanh nữa. Ôi, hay, được thiệt sự, chắc mình phải phân tích một ít cái hạt giống dương sĩ này thôi. Đây, sẽ cho vô. Mình sẽ ươm mầm cỡ 4 đi. 4 cái hạt giống dương sĩ cổ đại. Ồ, sắp tới thì khủng long ăn cỏ có thêm một nguồn thức ăn mới rồi. Còn ở bên này thì những cái trứng của khủng long đã được mình ấp xong hết rồi. Ồ, bây giờ trời tối hay ta. Vậy thôi, mình đặt trứng ở dưới phòng thí nghiệm tiếp đi. Đầu tiên là một cặp Ceratosaurus nè. Mình sẽ ấp chúng ở bên ngoài như vậy. Sẵn tiện trong lúc chờ đợi thì mình sẽ phân tích thêm một ít cái mẫu hóa thạch để coi coi có ra được cái DNA của Velociraptor mới hay không. Ủa? Ồ, bên này hai cái trứng khủng long của mình đã nở rồi. Ý, lần lượt là Ceratosaurus cái cũng như là Ceratosaurus được. Cỡ rài mình đúng hơn luôn. Ấp toàn ra một cặp đực và cái thôi. Hai nhóc này là khủng long ăn thịt nha, nên là cũng hơi căng á. Không thể thảy vô cái khu vườn khủng long của mình được rồi. Và ngoại hình thì cái loài này mình thấy có nét nét gì đó giống giống khủng long bạo chúa nha, nhưng mà ở kích thước nhỏ hơn. Ừ, mình thấy vậy. Rồi, hai nhóc này ngủ thì thôi, mình sẽ tranh thủ lúc này mình sẽ ấp thêm trứng của Velociraptor đi. Rồi một tí mình sẽ dắt đi tới nơi ở mới sao. Còn cái trứng của Atroplera thì mình nghĩ đây là một cái loài côn trùng ấy. Ủa? À, Atroplera là cái nhóc giống như con rết này. Ồ, ra vậy à. Mình... Ủa, cái gì nữa? Cái gì nữa đùn đùn vậy? Ê. Từ. Có biến. Cái tên lì lợm này lại tái xuất giang hồ rồi. Bữa nay mình đóng băng luôn. Này thì láo toét. Bữa giờ hắn trốn đi đâu á, bữa nay lại xuất hiện tiếp rồi cơ. Nguy hiểm thật. Rồi, bây giờ thì mình sẽ thả một cái nhóc rết khác vô khu vực này. Rồi, có bạn mới rồi đó nha. Chăm sóc bạn mới cho kỹ đấy. Mình sẽ để hai em sống trong đó đi. Giờ thì trở lại cái phòng nghiên cứu và tiếp tục canh chừng trứng của Velociraptor thôi. Ú, khủng long thức giấc rồi. Ê. Mình bắt vô mới được. Ồ, và đấy, Velociraptor của mình đã nở luôn rồi nè. Wow, nhanh nhẹn vậy. Có chút ép thôi nhưng mà chạy rất là nhanh nha. Thôi, mình thích những cái loài khủng long nhanh nhẹn như vậy. Và ẻm là một nhóc nhóc cái. À, ngủ thôi. Mới nở có vẻ là hơi mệt hay sao á. Ngủ mất tiêu rồi. Ồ, và mình cho ăn xong, bây giờ mình đã thuần phục được luôn rồi nè. Tuyệt vời. Và đây là loài khủng long khá là thích ăn trứng. Mình thấy trong cái khẩu phần ăn có khá là nhiều trứng khủng long mà Velociraptor ăn được đấy. Ra là vậy, thích ăn trứng hả?
Ok, sắp tới mình coi coi Dodo đẻ trứng nhiều, mình sẽ cho Velociraptor ăn trứng của Dodo ha. Còn hai nhóc này thì sao? Ý. Cho ăn vậy mà không chịu tuần phục gì hết. Khó tính quá. Tạm thời thì công việc ấp trứng khủng long của mình đã xong. Giờ thì mình sẽ coi tới mấy cái cây dương sĩ cổ đại của mình. Mình có tổng cộng là 4 cái cây. Và mình sẽ thử trồng nó xuống, xem coi tốc độ tăng trưởng của cái loài dương sĩ thời tiền sử này sẽ như thế nào. Chắc mình sẽ thử trồng trước ở chỗ của mấy nhóc nai nè, tại vì trong đây rất là nhiều nai luôn. Nhưng mà một cái máy cho ăn thì mình sợ là không đủ nguồn lương thực ấy. Sẽ trồng xuống. Và cái cây dương sĩ này á, đặc biệt một chỗ là nó sẽ phát triển mạnh ở dưới tán lá thôi. Chứ trồng ở mấy chỗ không có tán lá thì nó không trồng được. Này, ở dưới tán lá thì mới trồng được thôi. Nên là mình sẽ trồng ở mấy vị trí này, dưới tán lá. Mới trồng xuống cái nhóc đó lưỡng hết trơn rồi. Kỳ cục kẹo vậy. Mình trồng mình chưa kịp dùng bộ xương nữa là nay ăn không còn một cái nịt luôn. Thắng thằng à. Sợ thật. Thôi mình trồng ở đây đi. Ô mình không, mình không dùng bột xương được. À ra vậy. Thôi thì bây giờ mình sẽ trồng tạm ở cái gốc cây gần nhà mình, để cho mình dễ dàng thấy được cái quá trình kiểu như là tăng trưởng của nó. Rồi sau này nhiều nhiều thì mình sẽ nhân giống ra ở mấy cái chỗ của khủng long sao. Ồ, đây là một cái loại cây khá là đặc biệt vì mình không thể dùng bột xương được á. Phải công nhận một điều là cái cây dương sĩ này nó phát triển dữ dội thiệt á chứ. Chỉ ngủ có vài đêm thôi mà bây giờ nó đã mọc lan ra bên ngoài giống như vậy rồi nè. Cây dương sĩ thì nó sẽ có hai tầng nha. Cái tầng trên mình có thể thu hoạch để mình kiếm thêm những cái mầm cây khác và mình nhân giống lên cũng ok này. Wow, hay đó nha. Đấy. Rồi khá là khuất rồi. Hy vọng là nay sẽ không ăn mất. Trong một thời gian ngắn thôi, cái này nó sẽ mọc lan ra những cái nơi khác cho xem. Bên khu vườn này thì mình cũng sẽ trồng một ít luôn. Mình sẽ phân bố thật nhiều ở dưới những cái gốc cây ở đây. Trong tương lai thì dương sĩ thời tiền sử sẽ là một nguồn thức ăn mới cho các nhóc khủng long trong cái khu vực này ấy. Okay. Trước khi mình xây nơi ở cho Ceratosaurus thì mình muốn xem cái kích thước thiệt sự của cái loài này sẽ trông như thế nào, để mình còn biết đường mà làm nơi ở cho ẻm nữa. Làm thêm ít lò thuốc tăng trưởng nào. Rồi. Ui lộn. Đây khủng long đây. Ăn đi cho mau lớn. Rồi và đây là kích thước sau khi lớn này. Cũng không quá to. Được đó nha, cho mình cưỡi không? Cho mình cưỡi luôn. Uầy tuyệt vời. Và nhìn cũng ngầu lắm. Chắc giờ em đang đói á, mình sẽ cho ăn miếng để no lại. Rồi mình sẽ cưỡi chạy coi. Wow, chạy cũng nhanh lắm nha. Còn về khả năng chiến đấu, mình coi coi loài này chiến đấu có tốt hay không. Cắn nó em. Cắn một phát chí mạng luôn kìa. Wow, ghê vậy. Wow, nhỏ nhỏ gì thôi nhưng mà chiến đấu rất là hăng nha. Rồi rồi, tới số con xương. Rồi luôn. Thêm một nhóc có khả năng chiến đấu cực tốt để sau này mình dẫn đi chiến đấu với cái tên chúa tể Anu. Chiến đấu đi, đúng rồi. Tập luyện trước thêm chiến đấu nào. Đây nữa nè. Nhiều tên lắm. Ui, Ripper. Ui mày thế. Wow. Khả năng phòng ngự của khủng long này cũng khá là đáng gờm đó nha. Ripper nổ kế bên như vậy mà mất có vài máu thôi. Hồi nãy á, mình có đi ngang để mình thăm mấy cái nhóc thằng lằn trong này nhưng mà hung thế hơn. Đó y. Các bạn thấy chưa? Mình nhảy xuống là chạy lại để cạp mình lên kìa. Mèn đấy coi. Coi coi. Khi mà mình bị cái loại thằng lằn này cắn là mình sẽ bị hiệu ứng làm chậm. Đúng là nuôi ong tay áo, nuôi thằng lằn rồi xong bị cắn. Thì cái tình á, nuôi nấng cho đàng hoàng rồi giờ đó. Thấy chưa? Phản mình chưa? Nơi ở cũng đâu gọi là thua kém ai đâu mà vậy đó. Thôi một xíu thì mình sẽ tìm cách để giúp cho cái loài thằng lằn này đỡ hung dữ hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ xây dựng nơi ở cho khủng long mới của mình thôi. Dự kiến là mình sẽ xây ngay khu vực này luôn nè. Chỗ này thì nó còn phần đất khá là trống. Để mình thả khủng long vô thử coi. Trời, quá là hợp lý luôn. Kiểu nơi ở này nó bị vừa ấy, không quá bự mà cũng không quá nhỏ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là gắn
cái phần tường kính vào cho nơi ở của Ceratosaurus. Mình sẽ tiếp tục dùng cái loại thủy tinh hàng rào này. Hôm bữa mình xây cho thằng Lằng á, mình thấy cái loại thủy tinh này đẹp quá nên là mình tận dụng nó luôn. Bữa làm nó kiểu bị dư ấy. Gắn cái cửa vào. Rồi, giờ thì chính thức Ceratosaurus đã có một cái nơi ở mới, nó đàng hoàng hơn rồi. Tuy nhiên thì trong này nó hơi bị thiếu cây á, nên là mình sẽ trồng thêm cây nữa và chỉnh cái chỗ này lại thành một cái hồ nó hoàn chỉnh hơn. Chứ để như vậy thì thỉnh thoảng sẽ có vài con sương nè, kiểu như là sương siêu trộm chẳng hạn, đấy, nó đột nhập vô đây rồi nó bắt cóc khủng long của mình thì hơi bị căng á. Đầu tiên là một cái cây thời tiền sử nè. Ây da, nó bị vướng à. Gì trồng bên đây đi. Đó, giờ hết vướng rồi. Góc này thêm một cây nữa. Rồi, kế tiếp là mấy cái hạt giống mình có được ở bên trong cái phòng thí nghiệm. Rồi thêm một cái cây dương sĩ nữa. Mình sẽ trồng góc bên đây đi, góc này nó hơi ít cây nè. Nơi ở thì cũng đã có rồi. Hy vọng là Ceratosaurus sẽ sớm sinh ra cái lứa con đầu tiên nhá. Gần nhà nên là mình sẽ dễ qua đây gình gình hơn. Rồi, bây giờ thì chỉ còn mỗi Velociraptor. Em này thì thích ăn trứng. Mà mình thả chung với Dodo thì mình sợ em sẽ ăn luôn Dodo của mình. Không được, không được. Có ăn không? Đâu, bây giờ còn nhỏ chắc chưa ăn. Nhưng mà lớn lên mình nghĩ em sẽ ăn Dodo á. Nên là mình sẽ nuôi ở một nơi nào đó nó an toàn hơn. Chẳng hạn như là gần chuồng gà. Ừa hé. Em thích ăn trứng gà. Có gì tha hồ cho em ăn trứng gà luôn. Ồ, hợp lý, mình sẽ làm một cái nơi ở bé bé ngay đây nè. Tại vì có mình em mà. Ok. Rồi, xong rồi. Một nơi ở bé bé xinh xinh. Cái cửa thì mình sẽ đặt ở vị trí nào cho thuận tiện ta. Mình sẽ đặt ngay đây, chắc là ok nhất nè. Nhưng mà giờ trước mắt mình phải đặt thêm một cái lớp ở ngay vị trí này nữa. Tựa tựa nơi ở của Tita Lick gì đó. Bây giờ thì gắn thêm cái cửa và thả Velociraptor ra thôi. Khác với một số cái loài khủng long còn lại á, mình thường sẽ đặt cái máy cho ăn đúng không? Nhưng mà riêng Velociraptor, mình chỉ bắt gà dục vung chổng thôi. Tại vì em này ăn trứng gà, mà gà thì hay đẻ trứng lắm, nên là chắc đó sẽ là nguồn thức ăn chính của em luôn. Mình chỉ chữa đúng hai nhóc gà bên cái chuồng đó để mình nhân giống lên lại thôi. Còn bao nhiêu thì mình sẽ bắt qua đây đi, cho Velociraptor tha hồ mà ăn trứng. Ủa em đâu rồi? Ủa đâu rồi? Ôi đừng nói bị gà mổ chết rồi nha. Bằng một số cái biện pháp nghiệp vụ thì mình đã phát hiện ra Velociraptor của mình. Đâu ta? Đây 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 đây. Hư lắm nha. Ủa em chuồn đường nào ta? Mấy cái khe này mình trang trí hình như là em chui qua dừa hay sao á. Trời ơi chạy mất tiêu luôn. Kìa trứng kìa, lại ăn đi. Đớp đi. Đó. Có trứng cái khoái chưa kìa. Kìa ăn trứng đi. Ủa, mình thả ra, mình thả ra để em tự ăn là được. Ê! À mình biết rồi, Velociraptor biết trèo tường. Bảo sao em chui ra ngoài được là phải. Thích trèo tường thì vô lồng kính mà ở nha. Ở ngoài là không ai chứa nổi đâu. Người khác thì người ta sẽ nói vậy, chứ còn mình thì mình sẽ chịu khó gắn thêm một thủy tinh ở trên mái nữa. Ở đây, nó là xong. Vậy là đảm bảo Velociraptor sẽ không có chuồn đi mất. Rồi, hơi bị an toàn luôn. Cuối cùng là gắn thêm một ít cái đèn vào để tăng cái độ sáng cho khu vực này hơn. Giờ thì có thể thả Velociraptor ra được rồi đó. Nghỉ chạy nha cưng. Nhìn cái gì, định chuồn hả gì? Giờ cưng chuồn hộ anh cái. Mình sẽ cho Velociraptor ăn cho mau lớn luôn, để mình dễ kiểm soát hơn. Ui, ui trời 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 trời. Rồi, khi lớn thì Velociraptor ăn luôn cả gà. Oh no. Để mình vô trong cái chuồng thằng Lằng mình đặt cái banh cái đã. Cho thằng Lằng đá banh để đỡ quạo hơn đi. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chính thức tìm được cái con thuyền dẫn tới thế giới của tên chúa tể Anu. Ngoài ra thì mình còn hồi sinh thêm được một cái loài khủng long có thể nói là khá là máu chiến luôn, đó chính là Ceratosaurus. Bên cạnh đó thì mình cũng thử hồi sinh cái loài khủng long cực kỳ thông minh Velociraptor, và cái kết là chết.
Suýt nữa thì em đã chuồn đi mất rồi. Nguy hiểm thật sự. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình tìm tới nơi ở của tên chúa tể Anu nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.